Xin chào các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Ngô Đình Hùng. Hello, xin kính chào cô chú, quý anh chị đã đến với chuỗi video tiếp theo của Ngô Đình Khuôn nha. Hôm nay thì Khuôn đang có mặt ở một cái công trình ở Thoại Sơn. Khuôn thi công trọn gói. Nhà này là một trệt, một lầu, bề ngang là 4m5, dài là 19m. Thì mời cô chú, quý anh chị tham quan xem căn nhà mình nó có những cái công năng gì. Và đây chỉ mới là cái phần giai đoạn hoàn thiện thôi. Sau khi cô chú, quý anh chị xem hết video này, Khuôn sẽ làm một cái video nữa cho cái công trình này sau khi hoàn thiện. Còn bây giờ thì nó sẽ có những cái công năng ở trong đó và nó sẽ có những cái gì cần lưu ý cho cái căn nhà để cô chú quý anh chị khi mà xây dựng có thể là tham khảo nha. Và công trình này thì bề ngang là 4m5, dài là 19m, nó có 3 phòng ngủ, tổng cộng là 2 nhà vệ sinh chung, một cái phòng thờ và phòng khách liên thông với bếp. Thì mời cô chú quý anh chị vào từ cái phần bên ngoài này nha. Do đang làm những cái làm xong cái hàng rào thì cái mặt nó cao quá cho nên là hiện tại là đang lấn chiếm cái vụ cát với đá phía bên ngoài này một tí, cô chú quý anh chị thông cảm nha. Thì phần ở trong, phần mặt tiền mình ốp đá, nhưng mà cái ở ngoài này là cái phạm vi cái hàng rào là chủ nhà có nói với Khuôn là ốp gạch luôn. Thì cái phần cao độ của cái sân này sau này á, thì cái nền nó lên cái sân nó hơi cao dốc một tí và cái sân này nó chỉ thấp hơn cái nền trong là khoảng chừng một tấc thôi. Hệ thống cửa là cửa gỗ tự nhiên nha cô chú quý anh chị. Gỗ này thì gỗ căm xe, nó cũng tương đối đắt tiền, nó khoảng 6,2 triệu một mét vuông á. Và hai bên sau khi mà ốp xong rồi là sẽ ốp đá đây và ốp đá mặt tiền ở trên luôn. Hành lang mà mình bước vào đây thì nó đang là 1m cho cái ban công phía bên ngoài này. Sau đó là mình vô cái khu vực phòng khách. Thì trong cái phòng khách này là mình bố trí thiết kế là nó liên thông phòng khách vào cầu thang. Và ngay cái chỗ cầu thang này ở trên mình nhìn xuống thì nó sẽ có một cái trang trí. Cái vách trang trí. Sau này trong này mình sẽ trang trí cái PVC văn đá, sau đó là ốp luôn cái tranh trang trí. Mặt ngoài này phòng khách thì hoàn toàn là ốp bằng gỗ luôn, gỗ nhựa. Sau khi vào hết cái cầu thang thì khu vực này là khu vực bếp nè. Thì khu vực bếp, cô chú quý anh chị là mình cũng nên chừa sẵn những cái ống. Mình đã xác định từ đầu là mình xài máy nước nóng á, là mình chừa luôn những cái ống nước nóng này, đầu cấp nóng lạnh và thoát cho cái bồn chậu rửa chén. Phía bên đây trong cái thiết kế thì cái vị trí này là mình để một cái tủ lạnh. Thì ngay cái vị trí tủ lạnh này là mình có luôn cái ổ ghim, lưu ý với chỗ đó. Và cái khu vực bếp này là chủ nhà, cô chú chủ nhà là xài bếp ga, cho nên là mình chừa cái này mình để xi cua thôi. Sau này thí dụ như mà có chuyển qua bếp từ á, thì ngay chỗ này mình chuẩn bị một cái CB để khi mà mình làm cái bếp từ á, là điện nó nặng lắm. Mình có cái CB này thì nó sẽ chống để nó ảnh hưởng cái hệ thống điện của mình. Rồi sau khi cái phòng vị trí ngay cái này là Khuôn cũng sẽ ốp nhựa giả đá cho cái vị trí phòng khách này, tô điểm cho cái phòng bếp này cho nó đẹp. Thì ở đây là mình sẽ ốp nhựa giả đá trang trí luôn. Bên hông này lý do là không có nhà cho nên là mình khui được cái cửa sổ để nó đối lưu không khí, gió ở ngoài vào, gió bên đây vô nó mát. Nó mát chỗ bếp của mình và nó mát luôn cái chỗ phòng khách. Thì mình đi vào dưới đây thì nó có thêm một cái phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì hơi tối. Phòng ngủ này là nó có diện tích là khoảng hơn 12m2 cho cô chú ở dưới này. Hoàn toàn là mình ốp gạch cao lên tới đụng trần luôn. Sau khi tới phòng ngủ là sẽ tới một cái hệ thống nhà vệ sinh. Thì cái nhà vệ sinh này là tương đối nó rộng, tha hồ mà mình bố trí công năng. Ở dưới này thì không có cái bồn tắm nằm, nhưng mà có thể là bố trí thiết kế một cái bồn tắm đứng. Và
có đầy đủ thiết bị trong cái nhà vệ sinh chung này. Khi mà mình đưa cái nhà vệ sinh ra ngoài á, thì cái không gian nhà vệ sinh nó phải rộng để nó đảm bảo được sinh hoạt cho gia đình. Còn nếu như mình làm thêm cái nhà vệ sinh mà ở trong phòng ngủ nữa thì nó sẽ bị hạn chế về vấn đề diện tích. Và khi mà ra phía sau này nữa thì khu vực này là hồi lúc đầu á, nó là một cái sân, một cái sảnh sân ngoài trời thôi. Nhưng mà khu tư vấn luôn là mà với cô chú với anh chị á, cô chú chủ nhà là mình làm ra phía bên ngoài này luôn, cho hết cái diện tích đất của mình để nó có được một không gian sinh hoạt ở phía sau này. Mình có thể để đồ, những cái vật tư gì đó, thay vì là cái kho kính thì mình làm cái kho mở luôn, để mình để được rất là nhiều công năng. Có thể là mình để máy giặt đồ ở đây cũng được, nhưng mà cô chú chủ nhà thì là đưa lên trên, để trên đó thì nó có một cái vị trí để mình phơi đồ thì nó có gió, có ánh sáng hơn. Cho nên khu vực phía sau này gần như là khu không gian mở để đồ đạc này kia gì đó, hoặc là thiết bị bếp mình đám tiệc đồ mình cần xài đó thì mình lấy, còn không thì mình cứ để vị trí này cho nó thông thoáng. Và phía sau này cũng có thêm một cái cửa sổ, tại vì phía này là vườn tược cánh đồng á, cho nên là gió nó hướng này nó rất là nhiều luôn, cho nên là khui một cái cửa sổ này để khi mà gió vô thì nó thoáng, nó mát. Và cô chú quý anh chị cũng lưu ý là khi mà mình làm những cái đất của mình trống á và nó không ảnh hưởng tới ai á, mà mở cửa sổ thì mình cũng nên làm cái hệ thống ô văn này. Là cái hệ thống ô văn này nó sẽ ngăn cái mưa, khi mà mưa ở trên nó bám vô tường nó chảy xuống á, nó không có bay vô nhà mà là nó qua hai bên tường rồi nó xuống đất luôn. Rồi mời cô chú quý anh chị mình đi lên lầu 1 để xem không gian ở trên kia, nó bao gồm là hai phòng ngủ, một cái phòng thờ, thì sẽ không gian của nó như thế nào nha. Nhà này là nhà cái kiến trúc là tăng cổ điển, cho nên nó bây giờ thì chưa có hoàn thiện. Rồi mời cô chú và quý anh chị mình cùng lên cầu thang nha, để xem không gian ở trên kia. Khi mà bước lên cầu thang này nó sẽ có hai cái vách cầu thang, thì hai cái vách này khuôn cũng sẽ trang trí gạch ốp, trang trí nhựa giả gỗ ngay vị trí cầu thang này, để nó cái điểm nhấn khi mà cầu thang đi lên nó có cái điểm nhấn. Tại vì cô chú chủ nhà này là muốn ốp gạch cho nó sập đó, cho nên là những vị trí này là khuôn chưa chừa lại tư vấn thêm, là để mình trang trí những cái vách nhựa, những cái gạch trang trí cho nó đẹp, nó nhấn lên cái vị trí cầu thang này. Phòng thờ này thì có rất nhiều cửa sổ, hai cửa sổ này là dành cho cái mặt tiền, để nó khớp với cái mặt tiền, nó rất là đẹp. Và hai mặt tiền này là sẽ làm cái cửa sổ bật ra. Và bên đây là một cái cửa sổ nữa, tại vì lấy gió hướng bên đây nó mới nhiều. Thì bên đây là cái cửa sổ xin pha lùa. Và toàn bộ không gian này là chủ nhà yêu cầu khuôn là ốp gạch toàn bộ hết, full luôn, full phòng luôn. Nó thì tạo cho không gian mình nó sáng và nó sạch nữa. Và vị trí phòng thờ thì nó luôn luôn sạch sẽ, vì nó dễ lau chùi. Bên ngoài này thì cái mặt tiền này vẫn là xài cái gỗ căm xe. Bề ngang của cửa này nó khoảng 1m6 cho hai cánh. Và bên đây là hệ thống hành lang. Hành lang ngoài này mình gia được 1m2. Và bố trí những cái bổ trụ này thì mình chưa làm, sau này là mình sẽ ốp đá để nó phù hợp với cái mặt cột tròn này. Đó, thì hai cái cột tròn này hồi nãy cô chú và quý anh chị cũng thấy được ở dưới mặt tiền lên nó rất là đẹp. Sau này là mình sơn giả đá luôn. Rồi, đây là cái phòng khách của bên ngoài, ở cái phòng thờ của bên ngoài. Nhưng mà cô chú và anh chị cũng lưu ý nè, cái khi mà cái gạch của mình ốp á, thì do cái lúc mà quyết định là ốp, tại lúc đầu mình tính lên chân tường và mình trang trí những cái vách mình sơn thôi. Nhưng mà do chủ nhà là yêu cầu khuôn là ốp gạch lên 1m5 để cho nó sạch sẽ, cho nên là mình ốp nó không có liền tường. Khi mà mình thi công ban đầu á, thì mình nên là nếu như đã xác định cái này rồi thì mình ốp âm tường nó sẽ ok hơn. Tại vì khi bụi bặm á, con này con kia nó sẽ bị vướng ở đây. Đó, cô chú anh chị cũng lưu ý nha. Thì cái này thì nó cũng đảm bảo thẩm mỹ thôi chứ không gì hết. Mình vuốt cho nó bo trọn vậy thì nó sẽ đỡ bụi, nó sẽ rớt xuống. Ở đây cũng là một cái phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này là dành cho cô con gái. Thì cũng theo ý của cô chủ nhà là ốp full gạch luôn. Đó, thì phòng này tương đối nó cũng rộng, với cái diện tích mà ngang 4m5, dài 19m, mà mình bố trí ba cái không gian
vừa cái không gian phòng thờ, một cái phòng ngủ, và kế bên là một cái phòng ngủ nữa, tiếp theo là cái nhà vệ sinh, và phía sau là một cái sân phơi á. Thì một cái không gian cho phòng ngủ này thì nó dựa trên diện tích này nó rất là tuyệt vời rồi. Và ở đây Khuôn cũng có khui một cái cửa sổ theo yêu cầu của chủ nhà, để thứ nhất là lấy sáng, thứ hai là nó thông thoáng, mở cửa đầu ra mình sinh hoạt nó dễ. Chỗ này thì có thể đặt một cái bàn để làm việc, hoặc là bàn trang điểm cũng rất là tuyệt vời. Và hệ thống gỗ cho cái phòng ngủ thì là gỗ căm xe luôn. Toàn bộ hệ thống gỗ căm xe là bao gồm là cửa chính đi trước, cửa lầu 1 và tất cả các cửa phòng ngủ. Những cái cửa còn lại như cửa sổ và nhà vệ sinh là khu xài hệ sinh pha nha. Rồi, phòng bên đây là một cái phòng ngủ của cô bạn của Khuôn. Thì cũng yêu cầu trang trí chọn màu sơn, nó cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và gỗ anh em cũng vừa hoàn thiện xong rồi, ốp gỗ xương cá luôn, vừa đang vệ sinh. Và sau này là mình chà gòn lại thôi. Thì dán theo cái kiểu xương cá này nó rất là đẹp. Có thể là Khuôn sẽ tư vấn với cô chú là mình gòn bằng màu trắng luôn, để nó hiện cái xương này lên cho nó đẹp. Phòng này thì nó chỉ đơn giản về cái hệ thống trần, nó giật một cấp, cũng chừa sẵn máy lạnh, ống đồng. Sau này là mình cứ đi ống đồng qua bên kia rồi mình đặt cục nóng thôi. Cũng có một cái cửa sổ lớn để nó lấy sáng và lấy gió luôn nha cô chú quý anh chị. Thì đã xong được hai phòng rồi. Ra phía sau này là cái khu vực sân phơi và nhà vệ sinh. Bước vào bên trong này thì cái nhà vệ sinh cũng tương đối lớn, nó sẽ nhỏ hơn so với cái nhà vệ sinh dưới. Nhưng mà nó được một cái là cái bề ngang này là mình làm một cái bồn tắm nằm, vẫn có hệ thống ống nước nóng. Bồn tắm nằm mình sẽ đặt ở phía bên trong này, hệ thống nước nóng lạnh cho cái vòi sen. Và có thể mình cấp luôn cái hệ thống nước nóng này cho cái bồn tắm nằm ở đây. Và khu vực ở ngoài đây là khu vực cho bồn cầu và lavabo. Thì Khuôn cũng có chừa một cái ô cửa này để nó lấy sáng, gió ngoài kia nó vô. Chiều cao nó cũng đủ đảm bảo để khi mà mình cái vấn đề che chắn á, thì nó cũng đảm bảo về vấn đề che chắn. Rồi cái phần phía sau này là khu vực sân phơi, cũng là một cái sảnh để những cái vị trí máy giặt ở đây. Và phơi đồ thì vô tư ở phía bên ngoài này luôn. Chỗ này rất là thoáng. Và lúc đầu thì Khuôn thiết kế là nó chống, nhưng mà theo yêu cầu lại của chủ nhà thì làm cái hệ cửa gì che bớt, để khi mưa nó nhiều quá nó tạt á, cái hướng này là ngay cái hướng mưa. Cho nên là mình bố trí lại hai cái bệ tường và làm cái hệ khung cửa sắt này để nó đảm bảo được cái khi mà mưa, cái lưu lượng mưa nó ít lại, thì ở trên mình vẫn phải đổ một cái ô văng để khi mưa nó ở trên nó xuống thì nó tẹt qua hai bên đó. Đây là toàn bộ cái công năng của công trình. Nếu như mà cô chú quý anh chị có muốn biết thêm về chi tiết của công trình này, cũng giống như là cái chi phí thiết kế, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí thi công cho công trình này, và cái máy ở trên là mình xài là máy Thái, hệ thống máy Thái, và nó là cái phong cách tân cổ điển. Cô chú quý anh chị có đang mong muốn là Khuôn gửi báo giá hoặc là tư vấn thêm với cái diện tích na ná vậy hoặc là giống vậy luôn, thì có thể để lại dưới comment, hoặc là Khuôn có để dưới phần mô tả về cái chi phí xây dựng, Khuôn sẽ tư vấn cho cô chú quý anh chị trực tiếp. Hãy nhớ để lại comment và điền thông tin vào thì bộ phận chăm sóc tư vấn sẽ điện thoại cho cô chú quý anh chị để tư vấn thêm về chi tiết công năng cũng giống như là cái đơn giá thi công. Thì hiện tại công trình này như Khuôn đã nói nó đang ở là Thoại Sơn, Khuôn ở Cần Thơ nhưng mà lên tới trên này làm luôn. Thì nếu như cô chú quý anh chị khu vực vòng vòng đồng bằng sông Cửu Long có muốn xây dựng thì có thể là liên hệ với Khuôn để Khuôn tư vấn và xây dựng cho cô chú quý anh chị nha. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ kênh Khuôn trong thời gian vừa qua. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã xem video.